Và sau đây là một tác phẩm điệu slow. Xin mời chị Hoàng Anh. Xin mời chị Hoàng Anh lên sân khấu với nhạc phẩm Lê Văn Khánh. Nhiệm của đêm kim chủ. Tuy rằng đã có nhiều anh chị đã ra về, nhưng tất cả những anh chị của bạn nơi đây với tất cả những tình cảm ấm áp chúng ta sẽ dành cho nhau trong những giây phút cuối cùng của một năm. Và anh xin gửi đến các anh chị những phẩm rất quen thuộc và rất là tình cảm. Tất cả ai cũng biết đó là bài Đêm Đêm.
với cánh chim quên thân trở rời cùng ngày sớm về nơi lưng trời. Thời gian như mình trong tay ta chân thành cảm ơn.